nhau. Trời ơi, nào, có cá, có cá nha. Có cá của chú anh chị mà nè. Dương xin chào tất cả cô chú anh chị buổi sáng nha. Thì hôm nay Dương lại đi thăm lờ nữa nha. Thì Dương, trong lúc Dương đi thăm Dương sẽ quay lại cho cô chú anh chị mình xem coi. Hy vọng là sáng hôm nay Dương sẽ có cái thành quả khá khá nha. Cho nên Dương còn đi làm, cho nên là Dương phải tranh thủ đi thăm sớm thiệt là sớm. Rồi 4 giờ là Dương đã đi thăm, mà thăm tới khoảng mấy 5 giờ mấy 6 giờ Dương về tới nhà. Thì còn phải đi làm đó, cho nên là Dương đi sớm không có quay ban ngày được. Rồi giờ Dương sẽ quay trên cái đoạn đường đi thăm lờ thì cho cô chú chị mình xem nha. Thì để Dương quay ra trước nha. Cạn quá vô. Vô con lóc hai con lóc kìa. Không có bự. Đây coi, vậy coi. Ba con luôn nha. Ba con cá lóc luôn. Nước nó cạn nè, tôi tính nó không vô chứ, tại nó lồi hôm lên chân á. Hai con cũng chậm mà, hai con cái nhỏ, hai con chậm nè. Chúng là nó nhỏ thôi chứ, cũng nhỏ mấy. Mấy cái lùm đang cạn như thế nó hay lắm, nó ngon hơn cái đùn giữa nước luôn. Chúng mày vô kèo rồi, chúng mắm rồi. Cá cũng chậm quá chứ không có nhỏ đâu nha. Nè, cá chậm. Nè, ô vậy như vậy. Sờ lên cho nó đừng có bị nắng, nắng nó đừng nóng. Để thùng đây, thấy cái này á, cái bãi này nó cạn nha. Rồi rồi không chứ. Ôi, vô cá, vậy mà vô cá chứ. Cái hôm nằm trên bờ vô cá lóc, vô cá phi. Con cá lóc nè. Rồi bắt con cá lóc luôn. Hai cá phi này Dương sẽ để lại đây luôn nha. Thì hôm nay Dương bắt rồi. Dương bắt cá lóc rồi. Rồi để Dương sẽ sửa cái hộp lợn này lại nha. Cạn quá rồi.
tiếp tục thôi. Tại vì cũng có cái lờ nữa nè. Này cản nó lội cái hôm. Lội cái hôm lên. Lội cái hôm lên trên luôn kìa. Chỉ có cái đầu ngoài này có nước thôi. À giờ cũng vô con lóc nữa nha. Con bự. Ôi chuột cắn gách của mình. Mà không sao, chuột nó cắn gách cái lỗ luôn ở trên cạn nên cá này ra không được nha. Thì cái lò này bữa sau Dương sẽ giá lại nha. Bây giờ Dương sẽ đặt lại đây luôn. Có túi lưới mình đâu. Ô, có lợi luôn. Nổi lên luôn à. Nó có cá gì không đây? Đây à. Cua. Dạ dạ. Ở Dương sẽ bắt hai cái gồ, ba cái gồ này nha. Hàng cua. Tới giờ mà nước ở đây nó còn vẫn nóng luôn á. Nè, cá phi nó vô nó chết chưa luôn nè. À Dương ơi. Dài luôn cái làn này đi luôn nha. Cá phi vô này nhưng mà nó chết rồi. Hai con này chắc mới vô á, cái này vô sớm là cũng chết reo luôn. Đầm thương con cái mà lục bình nó trôi xuống hết à, vô hai con huy nữa. Nhưng con cá vô xếp lại. Cá này là mới vô đó, chứ nếu mà vô lâu là nó chết, chết queo rồi đó. Con này vô trước nè, chết sình luôn. Cá phi là không còn nào nhỏ, còn nào cũng khá khá chứ. Trời ơi, sao vậy? Cá gù đi, cá phi vô chết chân. Cá gù nái nè. Cá gù phí nè. Cá phi thì Dương không bắt thì nó cũng chết thôi. Không bắt luôn. Còn mấy cá chết này Dương không giục nha. Thì
cái gô nó thích cái là mồi thứ thúi lắm, cho nên là dùng để lại luôn, để cho nó làm mồi cho cái gô luôn nha. Đây, đó là bình này. Ui, có cá đó, có cá đó, có cá nha. Này con cá bắp. Cá bắp bằng ngón tay. Làm quẩn quẩn luôn mọi người. Con cá bự rồi. Hay gì, hai con bằng ngón tay à. Thôi kệ. Có đã ăn không? Nước trong có đây. Hui. Wow. Cái gì đây? Cái gô. Ba bốn cái gô luôn nè, còn cá lác nè. Còn đây còn cá lác nữa nè. Gô đang ngủ. Nào bạn cái gô còn cá thác lác. Lâu rồi, lâu lắm rồi mới thấy cá thác lác này. Lâu lắm rồi Dương mới thấy cá thác lác nha. Cái bột lùm này cái ngon quá nè. Ui. Wow. Một con cá lóc nha. To đùng. Cái nào cũng vậy hết rồi. Quá đẹp. Cái nào nó cũng vậy hết rồi, quá đẹp. Wow. Chung là cũng thả mẫu rồi. Xinh. Ui, nó có cá, có cá nha. Có cá của chú anh chị mình đây. Còn cá lóc không quậy gì đó. Con cá lóc kiến. Bắt cá lóc đi. Trong cái đám muốn này cái nè. Chút hà. Ui cây. Yeah. Ui. Một con cá lóc. Cá bự không? Nhưng mà có, ok. Vẫn nói quan trọng. Có gì không anh em? Sao thấy im lặng quá vậy? Wow, con cá lóc kiến nhộn nhộn không? Nó bự. Nhưng con cá lóc. Con cá lóc, con cá rô, con cá lóc kiến. Lóc bằng ngón tay cái. Hai cái rô luôn. Sáng à, giờ Dương sẽ quay về.
đổ cái thành quả cho cô chú anh chị mình xem nha. Trời cũng hừng đông rồi đó, thì giờ Dương sẽ quay về để đổ cái thành quả cho cô chú anh chị mình xem nha. Hy vọng là sẽ được khá khá nha. Hôm nay Dương đi thăm là về thì Dương đổ cái thành quả cho cô chú anh chị mình xem nha. Hy vọng là sẽ khá khá chút. Luôn vô đây như vậy, đâu có bỏ vô đây con nào đó. Cái nguồn nhiều quá. Mình gà nước, không gà cá vậy. Cái chút của mình đấy. Lỗ nhỏ quá. Đây mình luôn. Thì đây là cái thành quả của Dương ngày hôm nay nha. Một thao cũng gần đầy luôn á. Cái này cũng cắt hơn 4 kg. Vừa cái gỗ của Phi luôn á. Rồi thì cái video của Dương tới đây là kết thúc nha. Dương bye bye cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ Dương nha. Rồi bye bye.